giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Xin chào quý vị khán giả truyền hình thân mến, đây là sân vận động Hòa Bình. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Hòa Bình và đội khách Bình Thuận trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng năm 2023. Đây là cuộc đối đầu của hai tân binh ở giải hạng nhất năm nay. Nhiệt độ trên sân vào thời điểm này là 35 độ C. Thời tiết khá nóng như chúng ta có thể thấy. Vào thời điểm này ở tỉnh Hòa Bình, trên sân vận động Hòa Bình không có nắng. Điều đó sẽ cải thiện về mặt thể lực của các cầu thủ trong những ngày vừa qua. Thời tiết ở miền Bắc rất nắng nóng. Còn đây là đội hình ra quân bên phía đội chủ nhà Hòa Bình. Trên hàng công không phải là anh Thống, đó là Nam Trường. Và một tiền đạo cánh khác đó là Quốc Thành cũng có mặt ở trong đội hình xuất phát. Cầu thủ Hòa Bình chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-3-3. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài chính đó là ông Lê Đức Cảnh, các trợ lý đó là Nguyễn Văn Thành, Lê Phúc Sơn và trọng tài thứ tư đó là Nguyễn Ngọc Khánh. Ngày hôm nay Đinh Hoàng Mắc sẽ là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của Bình Thuận. Họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-1-4-1. Trong đội hình của Bình Thuận trong trận đấu này không có sự phục vụ của hậu vệ trái Hoàng Văn Quyết do nhận áo che giò. Như vậy là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Hòa Bình và đội khách Bình Thuận đã được bắt đầu. Đội chủ nhà Hòa Bình với trang phục màu vàng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên phải nhỏ quý vị và các bạn. Còn đây là huấn luyện viên trưởng bên phía câu lạc bộ Hòa Bình, ông Lê Tuấn Long. Những phương án tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Và tấn công của các cầu thủ Hòa Bình. Tạt bóng. Dứt điểm không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa vẫn không vào. Một pha bóng mà các cầu thủ Hòa Bình có thể ghi được bàn thắng, nhưng bóng đã đập đúng và xa ngang. Không phải, đó là cột dọc. Người vừa có tình huống băng vào cắt mặt đó là Quốc Thành. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc cho đội chủ nhà. Pha tạt bóng ở tầm sệt rất hay. Bóng lại đến chân đối với đội chủ nhà nhưng đường chuyền sai. Đinh Hoàng Mắc. Đợt tấn công của các cầu thủ bên phía đội khách. Quốc Hoan không có tình huống phạm lỗi. Vừa rồi là tình huống khống chế hơi dài của Quốc Hoàng. Đánh đầu. Một tình huống đánh đầu trong tư thế rất khó của Thái Học, khi anh đang bị một cầu thủ bên phía đội khách áp sát sau lưng. Vừa rồi là một tình huống tấn công trực diện của các cầu thủ Hòa Bình. Kể cả trung vệ Hồng Phúc đã dâng cao. Có kịp không? Đã chưa? Rất nhanh! Pha băng vào đẹp lòng, rất tiếc là không trúng bóng của các cầu thủ Hòa Bình. Tình huống tấn công trực diện, chúng ta có thể thấy Nam Trường băng xuống rất nhanh và có một đường truyền vào được coi là dọn cỗ. Tiếp tục. Bóng không chạm tay. Trận đấu vẫn tiếp tục. Vẫn là các cầu thủ Bình Thuận. Tạt bóng vào. Đinh Hoàng Mắc không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa vẫn không thành công. Quá đáng tiếc cho Bình Thuận và đã không chiến thắng được sang ngang. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống tạt bóng cực kỳ chính xác. Đinh Hoàng Mắc đã đứng một chỗ ngắm nghía và đánh đầu. Sóng gió đã qua đi trước khung thành của đội chủ nhà. Và phối hợp trung biên tam giác hay. Duy Thanh vẫn còn. Thái Học, đây là cơ hội. Cơ vào. Bóng đập đúng vào xa ngang. Câu trả lời ngược lại của đội chủ nhà. Chúng ta cùng xem lại tình huống đưa vào. Không phải, lại là Quốc Thành. Tình huống chuyển vào rất tốt của Thái Học. Bóng đã chạm vào một cầu thủ bên phía Bình Thuận và đập đúng vào xà ngang. Chuyển hướng tấn công rất chính xác. Đường chuyền quá hay, đây là cơ hội. Dứt điểm vào. Người ghi bàn đó là Gia Huy.
phải nói rằng một đường chuyền cực kỳ chính xác để cho Gia Huy bình tĩnh khống chế, ngắm nghía và dứt điểm nhẹ nhàng. 1-0 dành cho Hòa Bình. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 50 của trận đấu. Phải nói rằng pha làm bàn cực kỳ bình tĩnh của Gia Huy, khống chế, quạt bóng nhẹ nhàng qua đối thủ, ngắm nghía và dứt điểm, bóng đập đúng cột dọc và bay vào lưới. Quả đá phạt dành cho đội chủ nhà khá nguy hiểm, nhưng bóng đã đi vọt xa. Đó là pha đá phạt của Gia Huy. Ý đồ đá phạt của Gia Huy là khá rõ ràng, anh đá về cột 2. Xuân Luân để mất bóng rồi, dứt điểm không vào. Bóng đập đúng vào cột dọc. Ở trong 11 thì Xuân Luân đã có những pha bọc lót và hỗ trợ tốt cho đồng đội, nhưng vừa rồi là tình huống xử lý không tốt của lão tướng bên phía Bình Thuận. Người băng vào dứt điểm đó là Thái Học. Quang Minh. Tạt bóng. Đinh Hoàng Bắc không vào. Ở trong 11 thì Đinh Hoàng Bắc đã có một pha đánh đầu tương tự như vậy nhưng đã không chiến thắng được xà ngang. Và bây giờ lại là một pha đứng nguyên, ngắm nghía và đánh đầu nhưng bóng lại đi chạch khung thành. Phải nói rằng pha tạt bóng vừa rồi của Văn Thái là tuyệt vời. Mất bóng rồi. Rất đáng tiếc dành cho Hòa Bình. Một sai lầm của thủ môn Duy Dũng và Đinh Lợi. Đinh Lợi đã giúp cho đội khách có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút thứ 66. Đó là sai lầm đáng trách của thủ môn Duy Dũng. Một tình huống khống chế qua người tốt rồi, nhưng pha chuyền bóng vừa rồi thì quá tệ. Khi họ đang có một thế trận khá vượt trội so với Bình Thuận. Đánh đầu chuyền thuật không vào. Thật sự đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Một pha đánh đầu chiến thuật của Hồng Phúc. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một pha đá phạt có ý đồ ra cột sau. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 3 phút. 3 phút bù giờ. Cơ hội. Đây là cơ hội dành cho Bình Thuận. Không có tình huống phạm lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Sai lầm của các cầu thủ Hòa Bình một chút nữa thôi đã giúp cho Bình Thuận có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai. Nhưng trọng tài không thổi phạt. Chúng ta một lần nữa xem lại pha bóng trước chân của Hữu Hoàng, sau đó là pha băng ra của Duy Dũng. Đúng là trong pha bóng này thủ môn Duy Dũng cũng đã chạm vào chân của Minh Quang, nhưng trong tình huống mà Minh Quang đã đẩy bóng quá dài. Rất nhiều những phương án tấn công. Vâng, cho đến thời điểm này thì trọng tài Lê Đức Cảnh đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 1-1. Bàn thắng mở tỷ số của Hòa Bình do công của Gia Huy, và bàn thắng quân bình tỷ số của Bình Thuận do công của Đinh Lợi sau sai lầm của thủ môn Duy Dũng. Đây là một trận hòa đáng tiếc của các thủ Hòa Bình, và đó cũng là trận hòa thứ 3 liên tiếp của đội chủ nhà ở mùa giải năm nay. Một trận hòa mà các thủ Bình Thuận gặp may mắn. Và bây giờ buổi tường thuật của chúng tôi giữa hai câu lạc bộ Hòa Bình và Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.